nào cùng bơi dưới trời xanh, đội bay chúng ta sẽ tấp cơn cái cơn ba. Sẽ cùng nhau đi dịp Marty, Lucy và Travel O. Chat cực kỳ xuất sắc và luôn hoàn thành nhiệm vụ giao. Quan sát giữa trời xanh, bưu phẩm Việt Nam thật nhanh. Khi xử lý những nhiệm vụ khó để mọi người không còn nhăn nhó. Nào cùng bơi dưới trời xanh, đội bay chúng ta sẽ tấp cơn cái cơn ba. Nào cùng bơi dưới trời xanh, gặp gì khó có chúng ta chắc không phải ô la. Cùng bay nào dù ở đâu. Siêu thần tốc trận chiến múa rồng. Mình nóng lòng muốn biết nhiệm vụ ngày hôm nay quá đi. Dạ, mình cũng luôn như vậy đó. Dạ, mình thắc mắc trước nha. Không đúng. Đúng vậy. Không đúng. Dạ. Ừ. Xin chào. Xin chào, tụi mình là Tiki. Dạ Taki, máy bay sinh đôi tuyệt đỉnh. Thần tốc gấp đôi. Rất vui được gặp các bạn Tiki và Taki. Tụi mình cùng thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, chắc sẽ vui lắm ha. Siêu đẳng, nhiệm vụ hôm nay sẽ đưa các bạn tới Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tứ Xuyên là một thành phố nổi tiếng của Trung Quốc với đồ ăn cay và lễ hội Tết Nguyên Tiêu. Cậu bạn Hạo Lan của chúng ta đang sống ở đó. Cậu ấy đang rất buồn bởi vì không mặc vừa bộ đồ quá trang trọng thần do bản thân quá nhỏ con. Thật may là tụi mình đã có một thứ rất hoàn hảo để giúp cho cậu ấy. Tất cả đã được đóng gói và sẵn sàng vận chuyển. Chuẩn bị phóng nào. Xin chào tất cả. Đã đến lúc cho mọi người thấy màn trình diễn của chúng ta. Hạo Lan, bạn có thể nhấc nó lên cao hơn được không? Cao hơn sao? Được thôi. Xin lỗi Hạo Lan, nhưng tụi mình phải đi đây. Tạm biệt. Ba ơi, con quá thấp để có thể múa rồng giống như những bạn khác. Có lẽ năm nay con chỉ cần xem múa rồng và năm sau con sẽ múa được khi cao hơn con ơi. Nhưng mà con muốn tham gia lễ hội năm nay. Giá như có đội bay siêu đẳng ở đây thì hay quá. Tụi mình đến đây, luôn sẵn sàng giúp đỡ với tốc độ siêu ánh sáng. Đội bay siêu đẳng. Mình là Jetty Chop, luôn luôn đúng giờ. Và tụi mình là cặp đôi Tiki và Taki. Tuy tụi mình sinh đôi nhưng mà mình bay nhanh hơn á. Không đúng, là anh. Là em. Là anh. Không có chuyện đó đâu. Đồ chậm chạp. Ni hao, đội bay siêu đẳng. Hả? Ni hao. Ni hao. Bưu phẩm của bạn đây. Cảm ơn bạn. Wow, đôi giày ngầu quá đi. Bạn mang chúng vào xem như thế nào đi. Wow, chúng giúp mình nhảy cao hơn. Thật tuyệt vời. Giờ thì mình có thể múa rồng được rồi. Yeah. Yeah. Ờ,
Nhưng mình không thể múa rồng một mình được. Mình rất thích nhảy múa. Ha ha. Và mình cũng rất thích nữa. Tụi mình sẽ múa cùng thiệt bạn hả? Con có thể nhảy cùng đội bay siêu đẳng không ba? Được thôi, nhớ bên cạnh họ nha. Tuyệt vời. Sẵn sàng nha các bạn. Chuẩn bị. Tới lễ hội thôi. Chúc các con vui vẻ và nhớ cẩn thận nha. Wow, có nhiều rồng quá đi. Ở Trung Quốc, rồng tượng trưng cho may mắn mà. Wow, nhảy múa thôi nào. Ai muốn thay phiên nhau làm người đứng đầu đây? Mình. Trễ quá rồi, là anh nói trước. Của bạn nè. Yeah. Rồng Taki tới đây. Được rồi, đủ rồi đó. Tới lượt em làm đầu rồng. Không, anh vẫn chưa làm xong đâu. Đưa cái đầu cho em. Đương nhiên, nếu em bắt được anh. Nhìn kìa, một con rồng vàng. Một con rồng vàng sao? Chúng tôi sẽ làm các bạn kinh ngạc với điệu nhảy phong cách nhà Golden của chúng tôi. Mọi người hãy sẵn sàng cho vũ điệu phong cách Golden. Phải, các hay quá hả? Chúng tôi xem đi. Là Golden tốc độ và Golden nhiệm màu. Đội bay siêu đẳng. Bây giờ chúng tôi thách đấu các cậu thi nhảy đó. Hãy xem múa rồng trên trời nè. Hay quá. Hãy cho họ thấy vũ điệu rồng bay trên trời tuyệt vời hơn đi. Ôi, chờ một chút, mình không thể nhảy cao như vậy được. Thật ra bạn có thể nhảy đó. Chỉ cần chạm nhẹ mặt trước đôi giày xuống đất. Như vậy là giày đã được nâng cấp. Như vậy hả? Wow, tuyệt quá. Múa rồng trên trời nào. Hả? Thi nào. Chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ làm chủ bầu trời trong trận chiến múa rồng này. Cứ đợi đó mà xem nha, con nợ tốc độ. Họ nhanh quá đi. Như vậy sẽ tốn rất nhiều năng lượng điện quang. Tăng tốc nào cả nhóm. Wow. Họ nhanh quá. Cố lên nào đội rồng đỏ. Có vẻ như họ đã bị loại rồi. Anh bạn Chết đã giành hào quang trong buổi biểu diễn của chúng ta rồi. Vậy thì em sẽ cướp lại nó bằng một con rồng bự hơn. Ý tưởng hay đó. Hãy sử dụng những con rồng đó đi. Cú đấm quang kiếp đi nào. Yay. Nè, trả lại đây. Giờ thì biến nó thành vàng. Ấm ba la biến hình. Chúng tôi không chỉ giỏi nhất mà còn bự nhất nữa nè. Vàng nhất luôn. Mình có dự cảm chẳng lành về việc này. Giờ thì cậu không thể thắng trận chiến này rồi, anh bạn Jack. Xem kiểu nhảy này đi. Chúng ta thi đấu với thú này bằng cách
song sinh ở trong đội của bạn nè. Dạ. Hãy nhân đôi sức mạnh để giành chiến thắng, giải cứu trang phục thì đánh cấp xuất phát. Chúng ta phải giải cứu trang phục của những người khác nữa. Nhưng mình không biết bằng cách nào nữa. Chúng đang rơi xuống. Để mình lo. Jet siêu điện quang. Whee! Yeah. Của bạn đây. Cái này và cái này nữa. Cảm ơn. Đội bay siêu đẳng. Anh hùng điện quang giải cứu thành công. Ơn tứ xuyên cay quá đấy. Hào Lan ơi. Ba ơi. Trận múa rồng rất là hay đó con à. Chắc con thật là tuyệt vời mà. Tất cả là nhờ đội bay siêu đẳng. Các bạn đã khiến lễ hội Tết Nguyên Tiêu này không thể nào quên được. Tụi mình rất vui. Chà, có vẻ như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tạm biệt. Phóng. Đội bay siêu đẳng giao hàng tận nơi.